Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc vừa trải qua 6 ngày rét đậm rét hại khắc nghiệt khi nhiệt độ ở nhiều nơi xuống ngưỡng 0 độ C. Băng giá, mưa tuyết đã xuất hiện ở các khu vực núi cao, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất cũng như chăn nuôi của người dân. Và từ ngày hôm qua thì nền nhiệt tại Bắc Bộ đã ấm dần lên, cảm giác rét buốt đã không còn xuất hiện như những ngày trước nữa. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất mà phóng viên Cuộc sống 24 cập nhật được, kiểu thời tiết này sẽ không kéo dài lâu. Đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về vào cuối tuần, tiếp tục gây rét đậm rét hại diện rộng cho các tỉnh miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đang bước vào giai đoạn rét khô với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng vẫn dao động từ 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 4 đến 7 độ C. Tuy nhiên, trạng thái rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm. Từ hôm qua, khi không khí lạnh suy yếu, thời tiết được cải thiện đáng kể. Ban ngày, nhiệt độ nhiều nơi lên tới 16 đến 18 độ C và tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo. Dù vậy, nắng ấm chỉ duy trì ở Bắc Bộ đến hết ngày 16 tháng 1. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 1, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới. Ảnh hưởng của hình thái này tiếp tục gây ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dù vậy, khác với đợt rét dài ngày vừa qua, đợt rét này chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 cho đến 3 ngày, sau đó kết thúc. Theo bản đồ nhiệt, Hà Nội sẽ trải qua ngày cuối tuần trong giá rét, khi đợt không khí lạnh mới khiến nhiệt độ tại thủ đô giảm xuống ngưỡng 12 độ C. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất dao động từ 16 đến 18 độ C. Trạng thái này duy trì đến ngày 20 tháng 1. Mấy ngày qua, nhiều tỉnh thành miền Bắc, miền Trung đã trải qua đợt rét đậm rét hại ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân, nhất là những người có sức đề kháng kém như là người cao tuổi, trẻ em hay phụ nữ mang thai. Nếu như với những bệnh nói chung, đặc biệt là các bệnh nhân phải điều trị nội trú, giá rét ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cũng như là chất lượng điều trị bệnh, thì với những người mắc bệnh da liễu, nhiều bệnh có đặc thù phải tắm thường xuyên, bôi thuốc khắp cơ thể, giá lạnh lại càng làm họ khó chịu hơn. Trước tình hình này thì nhiều bệnh viện đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Khu vực khám chữa bệnh bố trí ở nơi kín gió. Cây nước nóng lạnh được đặt ngay tại phòng chờ khám bệnh. Điều hòa hai chiều, chăn ấm, quạt sưởi trong các phòng bệnh nội trú. Đây là các biện pháp được Bệnh viện Da liễu Trung ương triển khai ngay từ đầu mùa đông để chống rét cho người bệnh. Vì thế, thời tiết rất đậm rét hại như những ngày qua cũng không làm cho người bệnh thấy lạnh giá. Tôi mặc như thế này để cũng dễ bôi thuốc và cũng đủ cái độ ấm vì ở trong phòng kín và có quạt sưởi thì cũng không cảm thấy lạnh, có chăn ấm cũng không cảm thấy lạnh và có cái quạt sưởi để cho các bệnh nhân có thể bôi thuốc, vì khi chúng tôi bôi thuốc là chúng tôi còn phải bỏ quần áo ra để bôi thuốc. Trước mỗi đợt lạnh như này thì ban lãnh đạo bệnh viện đều có chỉ đạo là bệnh viện cần phải rà soát, sửa chữa và cung cấp thêm các cái thiết bị làm ấm cho bệnh nhân. Về bộ phận khám bệnh nhân ban ngoài ngoại trú như thế này thì chúng tôi đảm bảo các cái điều kiện như là điều hòa hai chiều ở sảnh chờ cho bệnh nhân, và tất cả trong các cái phòng khám thì đều cung cấp cái điều hòa hai chiều để đảm bảo cho bệnh nhân sau khi khám bộc lộ ra cơ thể được đảm bảo giữ ấm nhất cho bệnh nhân có thể. Được biết, để hạn chế việc bệnh nhân phải ra ngoài phòng khi nhiệt độ xuống thấp, bệnh viện cũng đã tăng cường công tác khám chữa bệnh, phục vụ suất ăn ngay tại giường bệnh. Chúng tôi đảm bảo tất cả bệnh nhân đều được cung cấp chăn đệm ấm. Với các cái phòng khám yêu cầu, phòng điều trị nội trú yêu cầu thì là đều có điều hòa hai chiều. Đối với những bệnh nhân mà điều trị theo chế độ bảo hiểm thì bệnh viện có cung cấp các cái quạt sưởi để làm ấm cho bệnh nhân. Và bên cạnh đó thì bệnh nhân cũng sẽ có cung cấp nước nóng tại giường cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể sử dụng sinh hoạt, đảm bảo trong cái thời tiết lạnh này. Bên cạnh các cái việc như là chúng tôi sẽ thực hiện khám tiêm truyền tại giường cho bệnh nhân để hạn chế bệnh nhân phải di chuyển trong cái thời tiết lạnh, thì cái việc cung cấp suất ăn nếu bệnh nhân có nhu cầu thì cũng được phục vụ ngay tại giường để đảm bảo tối đa cho việc bệnh nhân cũng như người nhà hạn chế phải đi lại trong thời tiết lạnh như thế này. Trong thời gian tới, thời tiết vẫn còn diễn biến bất thường, các đợt rét đậm rét hại vẫn có thể xảy ra, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Do đó, không chỉ Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhiều cơ sở y tế khác cũng đã chủ động đảm bảo cho việc phòng chống rét cho bệnh nhân, đảm bảo cơ sở thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do thời tiết giá rét. Những ngày vừa qua, nhiều địa phương đón hàng nghìn lượt khách đến chiêm ngưỡng băng tuyết, tỷ lệ lấp phòng lên tới 90-95%. Ngành du lịch được hưởng lợi nhiều sau giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo thông tin từ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bát Sát, Lào Cai, trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 1, huyện đón hơn 3.000 lượt du khách tới chiêm ngưỡng băng tuyết ở Y Tý. Trong đó có 1.500 du khách lưu trú, tập trung tại các homestay tại trung tâm xã Y Tý.
tỷ lệ lấp phòng khách sạn đạt tới 95%. Ngoài ra, khách chi tiêu tại các nhà hàng, quán giải khát, một số những dịch vụ địa phương nên doanh thu ước tính trong 3 ngày đạt 2 tỷ đồng. Trong 2 ngày cuối tuần, Sapa đón khoảng 20.000 lượt khách, tỷ lệ lấp phòng lưu trú đạt ở mức từ 50 đến 60%. Du khách chi tiêu vào các dịch vụ ăn uống cáp treo đi Fansipan ước tính tổng doanh thu trong 3 ngày đạt 63 tỷ đồng. Phòng quản lý khu du lịch Mẫu Sơn Lạng Sơn thống kê trong những ngày băng tuyết, du khách tới đây đã tăng cao so với cuối tuần thông thường khoảng 5.500 lượt. 9 cơ sở lưu trú tại khu du lịch đã kín phòng từ dịp Tết Dương lịch khi có thông tin dự báo băng tuyết xuất hiện. Như vậy, ngoài việc ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thì băng tuyết cũng mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch để tạo đà bứt lên trong năm 2021. Thời gian qua, mặc dù lãnh đạo tỉnh Bình Định quyết liệt chỉ đạo đôn đốc các địa phương xử lý tình trạng xâm chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở khu kinh tế Nhân Hội, nhưng những vi phạm này không chấm dứt mà còn phát sinh thêm nhiều trường hợp mới. Tình trạng trên nóng dưới nguội đang xảy ra trong cách xử lý vi phạm trong việc xây dựng tại khu kinh tế ở tỉnh Bình Định. Theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo tỉnh lộ DT639, đoạn thuộc địa bàn xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, nhiều ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trái phép như thế này. Chính quyền địa phương cho biết đây là hệ quả của việc người dân lén xây dựng. Người dân địa phương là người ta xây dựng vào ngày nghỉ và vào ban đêm. Cho nên là cái việc mà người ta xây dựng ban đầu rất nhỏ, ví dụ như 3-4 mét vuông. Cho nên việc phát hiện là khi mà cũng rất là khó khăn. Và khi phát hiện xong thì người ta đã xây dựng xong. Cũng theo lý giải của chính quyền địa phương, nguyên nhân tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trái phép ở xã Cát Tiến tăng cao. Trước hết là do sức ép về nơi ở, tiếp đó là do giá trị đất tăng quá cao trong thời gian qua, người dân lấn chiếm để đòi tiền bồi thường khi có dự án triển khai. Dù chính quyền xã đã dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa thể chấm dứt tình trạng này. Địa phương cũng có nhiều cái kế hoạch để mà ngăn chặn. Tuy nhiên trong cái quá trình đó thì làm chưa kịp thời. Cái công tác quản lý, công tác tuyên truyền, vận động thì cũng chưa, có lúc có nơi thì chưa đến nơi đến chốn. Và cũng như khi thực hiện các cái biện pháp để xử lý ngăn chặn thì đã nhiều lần là coi như thực hiện, tuy nhiên bà con cũng không chấp hành. Các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình Định đã phát hiện và xử lý 406 trường hợp xây dựng lấn chiếm trái phép trên địa bàn khu kinh tế Nhân Hội. Trong 2 năm 2019 và 2020, các địa phương cũng đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 52 trường hợp vi phạm và chủ động cưỡng chế nhanh 8 trường hợp. Huyện Phú Cát được nhắc tên với vai trò là điểm nóng của 37 trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép chưa được xử lý. Rộ lên từ đầu năm 2019 là tập trung ở cái DT639, nhưng mà trọng tức là tập trung nhất vẫn là cái khu vực cái nhà máy phân điện phương mai 1 và phương mai 3. Cho nên là tỉnh mới chỉ đạo quyết liệt như thế để vào cuộc. Còn sở dĩ vì sao mà nó phát sinh nhiều, phát sinh cái vấn đề mà lấn chiếm là các đồng chí biết rồi, tức là khi khu kinh tế phát triển mạnh, các dự án đầu tư vào nhiều, giá đất tăng lên, tình hình lấn chiếm đất đai của một số trường hợp có nghĩa là một là để trục lợi về giải phóng mặt bằng, hai là lấn chiếm để mà bán đất. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, tất cả các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trong khu kinh tế Nhân Hội đều phải được xử lý dứt điểm trước thời hạn 31 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên đến nay, trong khu kinh tế này vẫn còn tới 48 trường hợp lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép chưa bị xử lý. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, việc giảm xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong sẽ ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long. Thời kỳ ảnh hưởng lớn nhất đúng vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Nước mặn có thể xâm nhập vào sâu bên trong dòng chính của các cửa sông. Theo đó, giảm xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong từ khoảng 1.900 m khối một giây xuống khoảng 1.000 m khối một giây sẽ ảnh hưởng tới đồng bằng sông Cửu Long. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng khuyến cáo nguồn nước ngọt vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị thiếu hụt cao giữa mùa khô năm 2021. Xâm nhập mặn dự báo tại các cửa sông Cửu Long cao ngay ở tháng 1 và tháng 2, duy trì cao trong tháng 3, giảm dần ở tháng 6 năm 2021. Các địa phương cần chủ động các giải pháp bơm trữ nước, cấp nước sinh hoạt, kiểm soát chặt chẽ các cống kiểm soát mặn và tích trữ nước phục vụ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do đồng độ mặn có thể lên cao đến mức gây hại cho cây trồng, vật nuôi ngay từ đầu tháng 2 năm 2021.
Đầu tháng 1 dương lịch cũng là lúc những con tàu của vùng 4 Hải quân và chi đội kiểm ngư số 4 chuẩn bị hậu cần, mang theo, chở theo hàng hóa là nhu yếu phẩm để quân dân trên huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong những ngày chuẩn bị đã có rất nhiều đơn vị địa phương gửi quà tặng của đất liền theo tàu ra với đảo xa. Hàng hóa theo tàu được gửi ra các đảo bao gồm vật phẩm theo chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội. Bên cạnh đó còn có nhiều quà tặng là sản phẩm của nhiều doanh nghiệp, là đặc sản của nhiều địa phương gửi theo tàu để tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Kính chúc các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa chúng ta sẽ đón một năm mới thật là ấm áp và nhiều niềm vui, và đặc biệt với hoa Đà Lạt hiện diện trên quần đảo Trường Sa chúng ta để thấy đó là tình cảm hơi ấm của đất liền, của người trồng hoa Đà Lạt luôn hướng về chủ quyền biển đảo. Ngoài chở những món quà Tết ra với Trường Sa, đợt này còn có tân binh, cán bộ chiến sĩ thay quân lần đầu tiên sẽ được đón Tết trên các điểm đảo. Với họ, đây là niềm vinh dự, tự hào khi được góp sức mình để giữ gìn, bảo vệ từng tấc đất với vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Được ra Trường Sa công tác thì bản thân tôi cũng như tất cả các cán bộ chiến sĩ được đi lần này thì có một cảm xúc rất là vinh dự và tự hào. Vì Trường Sa cũng là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và một phần xương máu mà ông cha ta đã gìn giữ. Bốn tàu của vùng 4 Hải quân và chi đội kiểm ngư số 4 rời quân cảng Cam Ranh, tiến ra Biển Đông. Những ngày này do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thời tiết trên biển luôn có sóng to, gió lớn. Dù vậy, hàng hóa, nhu yếu phẩm và những món quà Tết sẽ sớm đến tay quân dân huyện đảo Trường Sa. Gió mùa Đông Bắc tăng cường nên sóng gió rất là lớn. Đây là cái dịp rất là khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ. Nhưng với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Trường Sa, chúng tôi sẽ với mọi khó khăn gian khổ đạp sóng gió để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và cho bộ đội tổ chức thay thu quân an toàn và chuẩn bị cho anh em Trường Sa đón một cái mùa xuân đầm ấm, vui vẻ, đầy đủ hương vị Tết. Hàng hóa và những món quà là tấm lòng của đất liền với lời chúc cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân trên các đảo Trường Sa luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Do sóng to, gió lớn, biển động mạnh nên thời điểm này ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không thể ra khơi đánh bắt hải sản. Biển động kéo dài khiến cuộc sống của ngư dân huyện đảo gặp nhiều khó khăn khi Tết Nguyên đán đang cận kề, ghi nhận của nhóm phóng viên. Chưa có năm nào như năm nay, thời điểm này thường là mùa vươn khơi đánh bắt hải sản cho chuyến biển giáp Tết Nguyên đán. Nhưng ngư dân Lý Sơn phải thường xuyên kiểm tra, neo buộc, gia cố lại tàu thuyền để ứng phó với các đợt không khí lạnh gây mưa to, sóng lớn. Chưa bao giờ, việc đánh bắt hải sản, một trong những thế mạnh của Lý Sơn, lại gặp khó khăn như thời gian này. Xe không biết đi lòm đâu được, đúng như đâu. Cái an ở nhà chai không, vậy ra cơ nước phò nữa, có nước. Neo ghe lội, khẩu đập vô cơ nữa, neo tàu có ký lưỡng nữa. Nếu như những năm trước, thời điểm này ngư dân Lý Sơn liên tục ra khơi đánh bắt hải sản và đạt sản lượng giá trị kinh tế cao, thì năm nay mặc dù luôn sẵn sàng nhiên liệu, ngư cụ trên tàu để ra khơi đánh bắt hải sản, nhưng biển động mạnh kéo dài khiến việc ra khơi của ngư dân phải tạm hoãn liên tục. Hơn nửa tháng nay, hầu hết các phương tiện tàu cá của ngư dân Lý Sơn đều phải nằm bờ. Hôm nay mà không có lặn á, tại vì em đó là chúng tôi là ra khơi là để đánh bắt rồi để bơn chân chơi để kiếm tiền trong cuộc sống trong ngày Tết. Trời còn trời không khí lạnh thì cứ hoài thì cứ chúng tôi cứ neo đây hoài thôi, không có thể đi ra vươn khơi bám biển được. Cuối năm thì thời tiết rất là xấu. Bà con hiện giờ thì Ủy ban nhân dân huyện và phòng kinh tế hạ tầng nông thôn cũng có cái chủ trương cũng như tuyên truyền vận động bà con và nhân dân là nên nắm bắt thông tin và theo dõi tình hình thời tiết, chủ động để vươn khơi bám biển. Năm nay, tình hình khai thác đánh bắt hải sản của ngư dân Lý Sơn không được suôn sẻ vì dịch bệnh COVID-19. Giờ thì sự bất thường của thời tiết khiến đời sống của hơn 3.000 ngư dân của quê hương Hải đội Hoàng Sa đối mặt với nhiều khó khăn khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Mời quý vị cùng đến với một bài viết được đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề: Giá thịt heo bình ổn đồng loạt tăng, cao nhất là 15.000 đồng một cân.
Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ ngày 12 tháng 1, 8 mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố và Tết năm 2021 được điều chỉnh tăng. Cụ thể, thịt nạc vai, đùi được điều chỉnh tăng thêm 15.000 đồng lên 190.000 đồng 1 kg. Thịt cốt lết, thịt vai được tăng thêm 13.000 đồng 1 kg, tương ứng với 153.000 đồng 1 kg và 158.000 đồng 1 kg. Các mặt hàng khác được tăng thêm từ 10.000 đồng 1 kg là chân giò, xương đuôi heo. Riêng thịt heo đùi là 151.000 đồng 1 kg, được điều chỉnh tăng ở mức thấp nhất là 6.000 đồng. Theo cơ chế điều chỉnh giá của chương trình bình ổn thị trường, trường hợp giá nguyên liệu đầu vào tăng 5%, doanh nghiệp bình ổn được điều chỉnh giá tăng. Vì vậy, thời điểm xét duyệt giá heo hơi ngày 12 tháng 1 là 79.500 đồng 1 kg, tăng 11%. Giá heo cao nên sức mua rất thấp. Năm ngoái thời điểm này bán chậm thì một ngày có thể bán được 3 con heo, nhưng hiện tại một ngày bán chưa được một con heo. Từ 23 trở đi thì cũng ông táo, người dân mới tập trung mua để chuẩn bị Tết. Quý vị, trên báo điện tử vov.vn có bài viết cước container tăng cao và gây khó cho doanh nghiệp hậu sau Covid-19. Xuất khẩu nói chung và thủy sản nói riêng đang gặp khó khăn kép. Dịch Covid-19 tác động không hề nhỏ đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, điều này ai cũng biết. Và bây giờ cước container tăng khiến cho doanh nghiệp rất khó khăn, ảnh hưởng đến từ 20 đến 30% năng suất kinh doanh. Dù liên tục đối mặt với thử thách do dịch Covid-19 bùng phát, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vẫn khép lại năm 2020 với những tín hiệu khả quan, đặc biệt là tiềm năng khi ký kết thêm nhiều hiệp định thương mại. Dù vậy, bắt đầu từ tháng 8, tình trạng tắc nghẽn container tại các cảng đi châu Âu và Mỹ đang đưa ngành vận tải biển toàn cầu bước vào khủng hoảng thiếu container trầm trọng. Chưa kể đến việc sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc gần đây càng đẩy tình trạng thiếu hụt container chở hàng lên cao. Thậm chí, giới phân tích còn dự báo tình trạng tắc nghẽn có thể trở nên tồi tệ hơn khi các nhà xuất khẩu tìm cách đặt trước các lô hàng. Trước lúc Trung Quốc đóng cửa trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 2 năm 2021. Trước tình hình trên, mới đây Bộ Công Thương đã có công văn gửi tới Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ làm việc với các hãng tàu biển để có thể tăng chuyến, tăng cường các container về Việt Nam. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng các đại lý hãng tàu nhân cơ hội tăng giá, thu những khoản phí bất hợp lý và ảnh hưởng đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.